Theo chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thực hiện tổng kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm. Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các sở giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm ngay tại các bến bãi, nhà ga, đầu nguồn hàng, mỏ vật liệu, xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải, lái xe khi để xảy ra sai phạm, tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với cơ sở đào tạo lái xe. Bộ Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, tiếp tục rà soát thực hiện phân cấp quản lý đường bộ cho các địa phương. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các quy định về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm thống nhất với luật mới được ban hành. Giao Bộ Công an tăng cường xử phạt và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định về xử phạt với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.